Vẫn hello, chào tất cả quý vị khán giả đến video mới nhất của Hoàng Sa TV. Và trong video này em sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc của anh Tuấn xà lan. Và em nói với tất cả mọi người là anh Giác Chúng và anh Nông Dân là hai người đã biết đó là chị Hà bị rơi xuống sông, hay còn gọi là bị té xà lan theo cách gọi của anh Tuấn. Còn em thì em gọi là chị Hà bị neo ở dưới lòng sông là 12 ngày. Và cái việc này là xảy ra vào ban đêm. Vậy thì em hỏi mọi người là tại sao anh Giác Chúng và anh Nông Dân này thì đã biết cái thông tin này ha, nhưng mà lại là không có nghĩa là không dám gọi là đối chiếu sự thật. Có nghĩa là biết là anh Tuấn cùng với chị Hà này là vụ việc này xảy ra vào ban đêm. Nhưng mà quý vị và các bạn hãy nhìn nha, là em không hiểu vì cái lý do nào đó ha, mà hai anh này đang từ cái phía nghi ngờ lại trở thành một người khẳng định 100% khi mà cầm giấy giám định. Quý vị có thấy ai ở đây là trong cái vụ việc này là như anh Tuấn, quý vị thấy đi, là không có một nhân chứng nào làm chứng cho anh Tuấn cả, nhưng mà có rất nhiều người đã lên tiếng đính chính sự việc này. Và anh Giác Chúng với Nông Dân này cũng là hai cái người mà gọi là đi quay những cái vụ việc mà có người nhìn thấy anh Tuấn cùng gia đình đánh xe du lịch đến. Em hỏi mọi người là cái anh mà bên kho cá này này có biết là nhà gia đình nhà anh Tuấn có xe du lịch không? Có biết ai có xe du lịch không? Không có, không có biết. Nhưng mà tại sao anh này lại nói rằng là có xe du lịch là chở gia đình của anh Tuấn đấy, là đến đầy nhóc trên xà lan ấy. Vậy thì em hỏi mọi người là cái đêm hôm đó mà nhiều người đến đó mà lại có cái xe du lịch đến đó, thì em hỏi mọi người là có cái sự việc này là có thể xảy ra hay không? Đó, mà trong khi đó anh Tuấn có nói rằng là báo cho dì Năm. Dì Năm là cái người đầu tiên nhận cuộc gọi của cái vụ việc này. Và dì Năm đã đến đó ha, và đã gọi cho gia đình của bên chị Hà. Nhưng mà em hỏi mọi người là gọi á, vụ việc xảy ra vào ban đêm, nhưng mà tận 3 giờ chiều là gia đình chị Hà được thông báo, không phải là do gia đình của anh Tuấn thông báo, mà là do công an họ thông báo. Vậy thì em hỏi mọi người ở đây là nếu như công an họ không thông báo thì có nghĩa là gia đình chị Hà không biết. Đó, em nhắc lại một điểm này nhá, là gia đình nhà chị Hà biết được là chị Hà rơi xuống sông ấy là do công an báo. Em nói mọi người như vậy là công an huyện Thốt Nốt đã báo cho mẹ của chị Hà biết là chị Hà đã nhảy sông tự tử. Và nếu như mà công an họ không thông báo thì có nghĩa là không biết gì, bởi vì gia đình anh Tuấn có thông báo đâu. Đó, thì em hỏi mọi người đây có phải cái vụ việc là bịt đầu mối không? Đúng không? Tại sao mà em nói mọi người một cái điểm này nữa, là khi mà chị Hà nổi lên thì anh Tuấn không chia sẻ những cái thông tin mà gọi là rất là mừng, bởi vì vợ mình đã nổi lên rồi. Là như người ta là người ta có thể đó là rất là cảm thấy là phải nhận cái ông A-Sin, những cái người mà gọi là trong vụ việc là tìm thấy xác ấy. Đó, là phải nhận cái người đó là ân nhân của mình, bởi vì đã kiếm thấy xác của vợ mình. Mà anh này thì là phải gọi điện thoại cho con gái là đầu tiên. Đúng quý vị, bởi vì là lúc mà xác vợ mình nổi lên, anh Tuấn đã không gọi điện thoại cho gia đình của chị Hà biết, không gọi điện thoại cho con gái biết, không gọi điện thoại cho phía vợ biết, mà lại gọi cho anh Nhân, anh Nhẫn gì đó. Xong rồi bắt đầu là dượng 10 dì 10 liên tục gọi qua, dì 5 dượng, dì 4 liên tục gọi qua. Vậy thì em hỏi mọi người là cái vấn đề ở đây là anh Tuấn có thực sự muốn cái xác của chị Hà nổi lên hay không? Đó, tiếp theo một cái vụ việc nữa là cái hôm mà cái giấy giám định pháp y á được công bố, thì anh Tuấn anh nói là anh muốn lấy lại công bằng cho anh Tuấn, nên là anh đã mời đến 20 YouTuber đến quay. Và em nói với mọi người là anh Tuấn muốn chứng minh điều gì đó thì anh Tuấn hoàn toàn có thể làm, bởi vì anh Tuấn gọi đến 20 YouTuber đến quay để lấy lại công bằng cho hắn là công bố giám định pháp y. Vậy thì em hỏi mọi người là bây giờ mọi người đang thắc mắc là cái vụ việc này xảy ra vào ban ngày hay ban đêm, cái xà lan anh đi sửa ở đâu. Anh hoàn toàn có thể là mời 20 YouTuber đó đi quay cái chỗ xà lan sửa để phỏng vấn người ta là cái hôm đó anh Tuấn có sửa xà lan hay không. Rồi anh hoàn toàn có thể nói rằng là để người ta đi đính chính cái sự việc này là vụ việc này xảy ra vào ban ngày có làm chứng hay không. Bởi vì anh em nói mọi người là anh Tuấn anh ấy không dám trả lời cái câu hỏi này, bởi vì là ở đây đó, trong câu chuyện này là thực ra là ban ngày hay ban đêm thực ra là đã rõ rồi, và cái ban ngày ở đây nó không có thật, đúng không? Nếu như anh Tuấn mà muốn lấy lại công bằng, có nghĩa là anh Tuấn muốn chứng minh là bản thân mình là không có tội, và cái vụ việc này hoàn toàn là do anh em YouTube bịa đặt, thì anh Tuấn sẽ nói rằng là vụ việc này là xảy ra vào ban ngày, đúng không? Để cho mọi người hết thắc mắc. Anh Tuấn biết là người ta thắc mắc ở chỗ nào, bởi vì em nói mọi người là anh Tuấn ấy là chắc chắn vẫn xem những cái thông tin mà anh em đăng tải, thì anh Tuấn mới biết kênh nào đang nói xấu về anh, đúng không? Nhưng mà anh có thể chứng minh là bây giờ vụ việc này xảy ra vào ban đêm, tôi sửa xà lan ở đâu. Tại sao anh không làm được điều đó? Bởi vì anh có thể làm nhưng mà anh không dám, bởi vì nếu như mà anh gọi YouTube đến quay á thì nó sẽ lộ hết đó.
Em nói mọi người ở đây á, là không phải riêng một mình anh Kho Cám đó là nhìn thấy anh Tuấn là đi báo công an lúc buổi tối đâu, mà còn rất nhiều người nhìn thấy. Nhưng mà em không hiểu vì lý do gì đó mà đến bây giờ vụ việc này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Đó, vụ việc này bây giờ vẫn gọi là đang gọi là gì ta, dậm chân tại chỗ. Từ hôm chị Hà nổi lên đến ngày hôm nay thì đã không có bất cứ một cái tiến triển nào ngoài cái tờ gọi là giám định pháp y. Đó, em nói mọi người như vậy. Từ hôm xảy ra cái vụ việc chị Hà nổi lên kiếm thấy xác, những sự nghi ngờ của người ta, của người dân, của người nhà thì cũng không có điều gì xảy ra. Em nói mọi người là cái vụ việc, nhiều người hỏi em, ủa cái vụ việc của chị Hà này đến đâu rồi em? Em nói mọi người là cái vụ việc này vẫn dậm chân tại chỗ. Ngay từ cái lúc mà chị Hà nổi lên đến ngày hôm nay thì không có bất cứ một cái thông tin nào được gọi là cho thấy là công an họ vào cuộc. Bởi vì sao? Anh Tuấn không bị mời, đúng không? Rồi là không có cái gọi là đã nhận đơn của gia đình hay không là em chưa thấy. Và em cảm thấy là vụ việc này bây giờ vẫn chưa có gì xảy ra, vẫn đang đợi. Thì gia đình của chị Hà thì nghe đâu thì đã lên đến Bộ Công an để gửi đơn kiến nghị để tiếp tục là điều tra làm rõ, khai quật mộ, thì chúng ta cũng chỉ biết như vậy thôi. Còn lại thì em nói mọi người rồi, trong vụ việc của anh Tuấn này thì rất nhiều cái có thể chứng minh được. Ví dụ như em nói mọi người là cái việc mà 12 ngày ở dòng sông đó thì không thể chứng minh được, đúng không? Thì nhờ công an hay là nhờ thợ lặn, họ sẽ có thể lặn xuống đó để tìm cái vật chứng, thì cái đó thì sẽ chứng minh sau. Nhưng mà bây giờ có thể chứng minh điều gì? Ví dụ như anh Tuấn nói là anh Tuấn đi mua một cặp bình về để anh thắp sáng, anh đi kiếm vợ anh Tuấn. Vậy thì em hỏi mọi người, đã có YouTuber nào quay được cái cảnh anh Tuấn dùng cái cặp bình mới đó để thắp sáng kiếm vợ ăn chưa? Đó, em nói mọi người nhá, là anh Tuấn ấy lúc mà chị Hà mà mới bị rơi xuống sông ấy, anh Tuấn nói á, thì em nói mọi người là lúc đó biết bao nhiêu YouTuber quay, nhưng mà chưa một kênh nào quay được cái cảnh là anh Tuấn dùng cái bình mới đó để thắp sáng. Vậy thì em hỏi mọi người là anh Tuấn mua cặp bình mới đó về để làm gì? Đúng không? Bởi vì cặp bình mới đó đâu có liên quan gì đến cái việc là thắp sáng đâu. Anh Tuấn anh ấy nói là anh đi ra bờ sông kiếm ấy thì anh đội cái đèn trên đầu. Vậy thì em hỏi mọi người là anh Tuấn đã mua cặp bình mới đó để làm gì? Và bây giờ cặp bình mới đó đang ở đâu? Đó, bây giờ anh phải chỉ cho mọi người biết là cái cặp bình tôi mua về thắp sáng này này, tôi để đây, đúng không? Rồi là cái vấn đề mọi người đang cần anh chứng minh, đó chính là anh nói là cái xà lan của anh bị hư máy, anh đem đi sửa. Vậy thì anh nói anh đi sửa đâu? Em nói mọi người nhá, nếu như anh Tuấn mà muốn lấy lại thanh danh, lấy lại cái công bằng, lấy lại cái sự trong sạch rất là dễ. Bởi vì anh bây giờ anh chỉ cần chứng minh vài điểm thôi là người ta đã có thể nói là người ta đã minh chứng cho anh rồi. Nhưng mà ở đây em nói mọi người ở đây là anh Tuấn không phải là anh muốn chứng minh trong sạch, em nói mọi người như vậy. Bởi vì là cái vụ việc này thì em nói mọi người là chắc chắn là cái người dân người ta hiểu rất là rõ. Trong cái vụ việc này thì gia đình của nhà chị Hà ấy, thì người ta cũng hiểu được rằng là chị Hà không bao giờ phải là cái việc là nhảy xuống sông tự vẫn đâu. Mà gia đình của anh Tuấn này cũng đã hiểu rất là rõ tại sao dì Năm lại là cái người mà đứng ra để lo cho anh Tuấn, đến gia đình, đến tang lễ để nhận cái việc là anh Tuấn là người đầu tiên gọi cho dì Năm. Bởi vì dì Năm là cái người mà gọi là lanh lợi, đúng không? Lanh lợi là cái người đã dàn xếp được những cái vụ việc khác rồi. Nhưng là trong vụ này là dì Năm thì nghĩ là chắc chắn vụ này là dì sẽ gọi là dàn xếp được, nên là sẽ có thể là anh Tuấn sẽ thoát, đúng không? Nên là anh Tuấn là anh đã rất tin tưởng vào dì Năm. Dì Năm đã đến trong cái vụ việc mà lễ tang của chị Hà để gọi là đến đó để làm gì? Để đính chính thông tin là chị Hà đó có gọi cho con của chị Hà, rồi là anh Tuấn có gọi cho dì Năm. Vậy thì em hỏi mọi người là tại sao, vì lý do gì từ cái hôm xảy ra vụ việc đến nay dì Năm không có xuất hiện trên mạng xã hội, đúng không? Dì Năm không hề lên tiếng để đính chính vụ việc gì. Dì Năm cũng không có nói lại cái vấn đề là ở đây là cuộc gọi đó bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút. Bởi vì em nói mọi người, nếu như thực sự anh Tuấn mà muốn lấy lại công bằng ha, để cho người dân ấy người ta sẽ hiểu anh Tuấn, và anh Tuấn sẽ có thể là đi làm để kiếm tiền như anh nói. Em hỏi mọi người là anh Tuấn đã bỏ đi đi ăn chơi 3 tháng trời và thuê cậu Bảy để lái cái xà lan đó. Nhưng mà khi anh Tuấn về thì không biết vì cái thông tin nào đó từ cậu Bảy, từ dì Năm, mà anh Tuấn bắt buộc phải đi cái chuyến xà lan đó và không còn tài nữa. Và chỉ sau 2 chuyến rồi chị Hà ra đi. Vậy thì em hỏi mọi người là có liên quan hay không? Mà trong cái vụ việc này thì em nói mọi người rồi, tất cả nó vẫn liên quan đến két sắt. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thể nào biết được, lý giải được là trong két sắt đó có bao nhiêu tiền. Nhưng mà em vẫn nói với tất cả mọi người rằng là bây giờ anh Tuấn muốn chứng minh rất là dễ ha. Anh Tuấn đã dùng cái gì để mà cưa két sắt? Anh cưa két sắt lúc mấy giờ? Bởi vì em nói mọi người là bây giờ nếu như anh Tuấn nói là anh cưa két sắt lúc đó để đi báo công an, trước khi báo công an là không có. Bởi vì em hỏi mọi người, anh Tuấn anh ấy nói là anh ấy cưa két sắt để anh ấy lấy cái giấy tờ trong đó để đi báo công an, để sợ họ hỏi giấy tờ không có. Vậy thì em hỏi mọi người cái thời gian nào để anh Tuấn phá két sắt đây? Bởi vì anh Tuấn lúc đó đã bơi ở đó 15 phút rồi, 12 giờ đi báo công an, không thể nào mà anh phá két sắt trong vòng có mấy phút, đúng không? Cái chuyện gì đó nó xảy ra rất là chớp nhoáng và không có bằng chứng,
không có nhân chứng. Nên em nói mọi người rồi, là không phải là một mình gì Mười đã nói, không phải một mình anh Tuấn nói, mà cái anh kho cám đó, người dân ở đó họ cũng đã thấy. Nhưng mà không hiểu vì cái lý do nào đó mà bây giờ không ai dám lên tiếng, không ai dám đứng ra làm chứng để cho vụ việc này nó có thể là chìm xuồng một cách như vậy. Đó, đến ngày hôm nay quý vị thử nghĩ xem đi. Ngoài gia đình đã gọi là làm đơn ra thì chúng ta thấy trong vụ việc này thì bây giờ đã có tiến triển gì đâu, đúng không? Là vụ việc này bây giờ thì vẫn đang gọi là dừng dậm chân tại chỗ thôi. Thông tin từ gia đình chị Hà thì cũng vẫn đang đợi, đúng không? Đang đợi cấp trên, cấp cao hơn để gọi là sẽ giải quyết. Em nói mọi người nhé, trong vụ việc của chị Hà này, nếu như mà được gọi là được giải quyết ấy, thì em nói mọi người rất là lâu. Bởi vì là từ cái giai đoạn mà làm cái đơn để họ tiếp nhận đơn, sau rồi là trả lời gia đình để tiếp tục điều tra, thì em nói mọi người là mất cả tháng rồi. Và sau cái thời gian một tháng đó là tiếp tục điều tra lại, thì em nói mọi người là lúc đó liệu khai quật tử thi còn gì nữa không, đúng không? Đó, mà chúng ta ở đây đã khẳng định được rằng là chị của anh của chị Hà có nói là lúc mà đưa thi thể lên ấy, thì có cái vết bầm sau cổ cốc này, sau gáy này, rồi là có một cái vết lằn ở cái cổ chân hay cổ tay gì đó, nó có sang màu nâu. Thì em nói mọi người cái vết đó thì chúng ta cũng không thể nào xác định được. Nhưng mà em nói với mọi người ở đây ấy, là cái lý do 12 ngày mà nằm im ở đó, và sau đó em nói mọi người là nó phực lên như một cái bao cái bóng khi mà bị dìm ở đó lâu ngày mà không nổi lên được. Mà khi mà cái ghe cào á, mắc phải á, thì đã liên tục là đã phực và nổi lên, và nổi lên cao mặt nước ở đây là cả 1 mét. Thì em hỏi mọi người đây là chắc chắn là phải có cái gì đó neo. Chắc chắn bây giờ em nói mọi người là ai khi mà tham gia cái vụ việc của chị Hà này, và đã từng nghe người ta cũng nói là trong vụ việc của chị Hà này thì phải có cái gì đó neo ở dưới, thì nó mới có thể nằm ở đó 12 ngày được, đúng không? Còn cái thông tin lý giải mọi người nói là 12 ngày mà lúc mà chìm ý, thì rơi một cái chìm xuống đó luôn. Thì em hỏi mọi người cái cục sắt chị Hà đâu phải cục sắt đâu mà có thể chìm xuống đáy luôn. Nên là cái vụ việc này bây giờ thì vẫn đang cần rất nhiều những cái thông tin để có thể là làm sáng tỏ. Và hiện nay thì gia đình của chị Hà cũng có, cũng như tất cả chúng ta hiện tại thì đều rất là mong muốn rằng là một cái thông tin sẽ có thể làm sáng tỏ, và cũng có thể nói với tất cả mọi người rằng là hiện tại vụ việc của chị Hà và anh Tuấn này này, mọi người vẫn đang quan tâm. Và đang quan tâm ở đây là gì? Là anh Tuấn có thực sự là liên quan đến vụ việc này hay không, và tại sao vụ việc này vẫn chưa được điều tra làm rõ, và nhân chứng và những cái người mà gọi là đã chứng kiến hay là nhìn thấy vụ việc này tại sao không lên tiếng, và cái bạn nhậu của anh Tuấn là ai? Bởi vì em nói mọi người là anh Tuấn anh nói là anh nhậu cùng với bạn bè gì đó say xỉn xong rồi về mượn tiền chị Hà đó. Thì em hỏi mọi người mượn tiền của ai, hay là có thể là lấy cái tiền đó đi trả cho ông mà phá kết sắt rồi, đúng không? Bởi vì em nói mọi người là anh Tuấn anh nói là chị Hà đưa cho 1 triệu, thì em nói mọi người là 1 triệu để làm gì? 1 triệu anh trả cho ai? Anh trả cho ai mà hết 800 ngàn? Thì em nói mọi người là đấy là những cái lời nói nó không hề khớp, và nó có một cái điều gì đó bí ẩn ở đây. Và cái vụ việc của chị Hà này em vẫn nói mọi người rồi, em chắc chắn rằng là vụ việc này này nó không phải là xảy ra vào lúc 12 giờ trưa. Bởi vì xảy ra lúc 12 giờ trưa thì làm gì khớp thời gian được, trong vòng có 4-5 phút làm sao mà chị Hà chìm được, đúng không? Nên em nói với mọi người rồi ha, em sẽ tiếp tục phân tích những cái nội dung mới nhất, có thể là sẽ gửi cho tất cả quý vị khán giả trong những cái video sau. Bởi vì hiện nay mọi người đang rất là quan tâm cũng như đang đợi những cái thông tin mới, thì em cũng sẽ không thể nào mà dừng lại đâu quý vị ha. Em sẽ tiếp tục, em sẽ tìm những cái thông tin mới cũng như là những cái nguồn tin nào đó để có thể là làm sáng tỏ vụ việc này. Nên là quý vị khán giả có những cái thông tin nào đó quý giá thì có thể liên hệ với em, hay là nhắn tin comment bên dưới video này để em có thể là tiếp tục ra những video mới nhất để có thể cung cấp cho tất cả quý vị khán giả. Rồi, video này xin phép dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem hết video này quý vị nha. Chào mọi người nha.